tập trước, nói đến Đường Tăng kể chuyện Quan Âm Lam Đề cho các đệ tử của mình nghe. Câu chuyện kể đến đoạn Quan Âm cảm hóa những chuyện xấu xa, hóa thân thành một cô gái nhà ngư dân rất tuyệt đẹp. Còn hứa với họ là nếu ai trong một đêm thuộc hết bài Tâm Kinh Quan Âm thì sẽ làm vợ của người đó. Tại sao Quan Âm phải làm như vậy? Cách này có được hay không? Đêm đó ai cũng vội về nhà học kinh. Đột nhiên nơi đông người qua lại của bãi Kim Sa đều là tiếng kinh, và những tiếng kinh vang khắp mọi nơi. Đến ngày hôm sau, Quan Âm Bồ Tát đã đến đúng điểm hẹn. Không ngờ Quan Âm Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba Đa Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xa lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, xá lợi tử thị, chư pháp không tưởng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, yết đế, tưởng. Mà là yết đế, mà là tăng yết đế, Bồ Đề Tát mà. Nè, sao rồi, tôi thuộc hết rồi, làm vợ của tôi đi. Sao có thể làm vợ tất cả mọi người? Làm vợ của tôi mà, làm vợ của tôi đi, làm vợ của tôi đi, em hết. Cô cần gì phải suy nghĩ chứ, hãy chọn người tốt nhất đi. Ở đây tôi là người giàu có nhất, tôi nổi tiếng nhất, hãy làm vợ của tôi đi. Tốt hay xấu không phải là dùng tiền bạc để đo lường, phải xuất phát từ tấm lòng mới được. Về đi, tối nay mọi người hãy về học thuộc bài kinh Đại Bi Chú. Nếu ngày mai ai có thể học thuộc hết bài kinh này, không sót chữ nào tôi sẽ làm vợ người đó. Kế của Quan Âm đại sĩ thật là cao siêu, chỉ có vậy thôi thì khiến cho bọn họ phải thuộc kinh. Đương nhiên rồi, Quan Âm đại sĩ quá thân là cô gái đẹp á, đừng nói là học kinh nha, dù có bắt họ đi chết họ cũng chịu nữa đó. Vì sư huynh à, đại sư huynh à, hai huynh đừng có ăn cơm hớt mà, để còn muốn nghe sư phụ kể tiếp đó. Chính vì vậy họ lại học bài kinh chú Đại Bi. Kinh văn của bài Tâm Kinh Quan Âm hơi ngắn, trong một đêm phải học thuộc hết không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng mà ngược lại, kinh văn của chú Đại Bi thì hơi dài và lại phức tạp, trong một đêm phải học thuộc hết thì hơi khó khăn. Nhưng họ chỉ muốn cưới Quan Âm đại sĩ, cho nên người nào cũng cố gắng để học. Cho đến sáng ngày thứ ba, họ lại đọc kinh. À sư phụ à, vậy lần này có bao nhiêu người đọc được vậy? Có người đọc lộn hết, cũng có người thêm bài Tâm Kinh Quan Âm vào. Trong số 20 mấy người, chỉ có một người có thể đọc hết bài kinh mà không sót câu nào. Nam mô Hắc Ra Đắc Ra Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Ri Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Gia, Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Gia Ta Bà Ha. Hay quá, bởi nhiên không sót câu nào. Bây giờ chỉ có một mình tôi đọc được, vậy tôi có thể gọi cô một tiếng nương tử. Ê, vẫn chưa được. Vậy sao vậy? Cô nuốt lời sao? Ở đây ai cũng có thể làm chứng. Cô nói là ai đọc thuộc sẽ làm vợ người đó. Mã Như Lan này không phải là một thiện nam tín nữ, đừng buộc tôi phải bắt cô lên kiệu. Ông vẫn chưa nói cho tôi lễ cưới gì mà. Lễ cưới thôi mà, quá dễ đi nè. Lễ cưới thôi mà phải không? Mã Như Lan này là người giàu có nhất, vàng bạc châu báu tôi có rất nhiều. Cô nói một tiếng, muốn gì sẽ có nấy. Nói đi. Tôi chỉ muốn lấy một thùng nước. Thùng nước hả? Tôi cứ tưởng cô lấy cái gì. Vậy thì đơn giản quá. Tiểu Nhi, hãy đem thùng nước đến đây. Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị cho ông rồi. Cô đưa cái giỏ cho tôi làm gì? Ông hãy dùng nó đi lấy nước đi. Lấy nước? Gió tre này lỗ không làm sao mà lấy được nước chứ. Tại sao lại không được? Thường ngày tôi cũng dùng nó lấy nước mà. Không phải vậy chứ. Cô làm vậy tức là làm khó tôi rồi. Người xưa nói có chí ắt làm nên, chuyện gì cũng có thể. Nếu ông làm không được thì ông cưới người khác đi. Vỏ tre đựng nước tức là chuyện quan đường. Các người nói có phải không phải đâu. Quan đường làm gì lấy được. Nếu mọi người đều nói là không thể, tôi sẽ làm một lần cho mọi người xem. Hả? Dùng vỏ tre để đựng nước? Tôi cũng không tin nữa, huống chi là mấy kẻ xấu ở bãi Kim Sa. Như vậy Quan Âm đại sĩ đã dẫn đám người này và cầm chiếc vỏ tre đến bờ sông làm thử cho họ coi. Làm sao dùng vỏ tre để lấy nước?
Quan Âm từ từ thả vỏ tre xuống nước, nhưng nước đã chảy ra hết. Vậy làm sao bây giờ? Chính trong lúc này, có một con cá đã bơi vào. Cá kìa. Quan Âm lấy vỏ tre múc con cá đó lên. Sau đó là kỳ tích xuất hiện. Trời ơi! Chà, con cá đó dùng vớt của nó để chắc kín cái vỏ kìa. Phải. Lạ thiệt nha. Như vậy thì lấy được rồi. Tại sao lại như vậy? Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Đại Sĩ Hiển Linh. Thiện nhân không biết Quan Âm Đại Sĩ giáng trần có gì bỏ phạm, xin người hãy tha thứ. Còn có một người, để xem các người còn nhớ hay không. Tôi nhận ra rồi, là con nhỏ bán cá xuống dưới. Các người còn nhớ hôm đó các người đối xử với ta thế nào không? Thực ra bề ngoài của con người chỉ là một lớp vỏ, các người không nên có tấm lòng phân biệt. Dù cho họ có thân phận gì, kẻ giàu, kẻ nghèo, cao quý, bần tiện, cũng nên xem như nhau cả. Giống như ông vậy, cả cái tố của người ăn mày ông cũng đá bể. Hành vi như vậy thật không xứng đáng làm người. Quan Âm Bồ Tát, con biết lỗi của con rồi. Các người nên làm nhiều việc thiện, bỏ xấu theo tốt, không nên trầm mê hưởng lạc, bị những ánh hào quang quyến rũ. Rõ chứ? Dạ, chúng con hiểu rồi, chúng con biết lỗi rồi. Dạ, chúng con hứa sẽ bỏ hết tật xấu. Sau khi những người dân ở trong làng đó được Quan Âm Đại Sĩ điểm quá, ai nấy đều bỏ hết tật xấu theo thiện, làm lại cuộc đời, thành tâm hướng Phật. Ông Mã Nhị Lan đã xuất gia làm hòa thượng luôn. Còn ngôi làng đó cũng tránh khỏi nạn kiếp thiên quả phần thành.